Thưa quý vị, thưa các bạn, mơ ước làm chủ những con tàu có công suất lớn vươn khơi bám biển, nhiều ngư dân của tỉnh Nghệ An đã hưởng ứng chủ trương vay đóng những con tàu lên đến hàng chục tỷ đồng theo nghị định 67 của chính phủ. Thế nhưng sau gần 7 năm hoạt động, những con tàu được gọi là tàu 67 này lại biến thành cục nợ của ngư dân. Các khoản vay tiền tỷ không thể chi trả, nhiều ngư dân đang đứng trước nguy cơ mất nhà, mất đất. Chua xót, bất lực là cảm xúc của ông Nguyễn Văn Họa khi nhìn con tàu đã đóng gần 11 tỷ đồng sắp bị hóa giá với số tiền chỉ còn vài tỷ đồng. 6 năm trước, ông Họa vay ngân hàng hơn 6,4 tỷ đồng để đóng tàu theo nghị định 67. Nhưng việc đánh bắt khó khăn nên đến nay mới trả được hơn 1 tỷ tiền nợ. Điều này khiến ông bị ngân hàng khởi kiện, tịch thu tàu cá. Nợ 5 tỷ tư mà báo cho tàu được 3 tỷ, còn 3 tỷ là chúng tôi không trả lại. Nói chung là 3 tỷ, khả năng là mất đất mất nhà là cao. Cũng vay ngân hàng 7 tỷ đồng để đóng tàu vào năm 2017. Nhưng đến nay, ngư dân Bùi Xuân Xin mới chỉ trả được gần 3 tỷ đồng. Năm nay giá xăng dầu tăng cao, việc đánh bắt không có lợi nhuận, nên đối với ông, việc trả nợ ngân hàng lúc này là một bài toán nan giải. Để mà nói là từ giờ cho đến về sau là để mà làm mà trả được là không có hy vọng mà trả nợ cho nhà nước. Chủ yếu là đi làm về là vay thêm, mượn thêm để mà chi cho lao động họ về bám trụ, họ đi mình một đôi chuyến rồi họ này về, họ này đi chỗ khác. Thế nên là cái hậu quả là để lại rất nghiêm trọng, vào cộng tác nữa, bây giờ lại dầu mỡ lại lên cao nữa. Đi làm là chỉ có đủ chi phí, rồi có chuyến không đủ, rồi cũng có chuyến thừa một ít, nó trả là đáng kể. Thì ngoài ra là còn sinh sống nữa, thì lấy tiền đâu mà đi trả nợ cho ngân hàng. Tỉnh Nghệ An có 104 tàu cá được đóng theo chính sách hỗ trợ của Nghị định 67CP. Đến nay, có 60 tàu chuyển nợ xấu, chiếm 57,69%, với tổng giá trị nợ xấu là 418 tỷ đồng. Trong đó có 43 tàu do không trả được nợ vay cũng như vi phạm các quy định tại hợp đồng tín dụng đã bị các ngân hàng khởi kiện hoặc cơ quan thi hành án xử lý tài sản để thu hồi vốn cho ngân hàng. Tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu được cái trách nhiệm trong cái vay và trả nợ đóng tàu 67. Chúng tôi chỉ đạo là phân nhóm các cái nhóm đối tượng vay tàu 67 để khai thác để có những cái giải pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Hiện các công ty bảo hiểm đang tạm dừng bán bảo hiểm hoặc bán với mức rất thấp so với giá trị tàu cá cho vay theo nghị định 67. Tuy nhiên, nhiều tàu cá đã hết hạn bảo hiểm nhưng vẫn ra khơi đánh bắt, dẫn đến rủi ro cao đối với việc cấp tín dụng hoặc phải nằm bờ không có nguồn trả nợ ngân hàng. Chuyển sang một thông tin khác. Lựa chọn Việt Nam để thực hiện hành trình tình nguyện hè quốc tế, các bạn trẻ người Mỹ đã có những hoạt động ý nghĩa để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ngãi. Jared Solomon và Win Mario. Hơn 10 ngày, hai tình nguyện viên người Mỹ này vẫn say sưa với công việc xây nhà cho người nghèo. Yêu đất nước và con người Việt Nam, Jared Solomon và Win Mario quyết định tham gia chiến dịch tình nguyện hè quốc tế cùng 16 tình nguyện viên khác tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tôi muốn giúp mọi người, giúp trẻ em và giúp những người nghèo xây nhà cũng như là muốn trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Tôi chưa từng đến Việt Nam trước đây. Đây là lần đầu tiên. Khi ở Mỹ thì tôi thật sự không có cơ hội như là tôi đang ở Việt Nam. Ở đây mọi thứ quá tươi đẹp và là một cách để hàn gắn quá khứ giữa hai nước với các hoạt động mà chúng tôi đã tham gia thời gian qua. Mỗi người một việc. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, 37 tình nguyện viên người Mỹ đã đồng hành với các bạn đoàn viên thanh niên Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như giao lưu tiếng Anh với học sinh, dọn vệ sinh môi trường biển, xây 6 căn nhà nhân ái cho người nghèo. Các hoạt động của các bạn tình nguyện viên Mỹ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong thời gian thực hiện chiến dịch hè tình nguyện. Nhờ có tình nguyện của Mỹ với là Việt Nam mình đây, cô rất là mừng. Rất là mừng, nhưng mà cũng nhờ mấy cái các em đó làm rất là nhiệt tình. Giúp cho các bạn của Việt Nam và học sinh Mỹ sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi với nhau và giao lưu về văn hóa, ẩm thực và có các hoạt động của người Việt Nam và các bạn học sinh Mỹ. Từ đó thì sẽ tạo một cái mối giao lưu liên kết giữa hai đơn vị, giữa học sinh Mỹ và đồng viên Việt Nam. Những cái việc làm của các bạn học sinh Mỹ đối với địa phương thì rất là ý nghĩa.
16 năm tình nguyện hè quốc tế tại Quảng Ngãi, các đoàn tình nguyện viên Mỹ đã xây dựng 52 ngôi nhà, trường học, tặng hơn 1.000 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hơn 12.000 ngày công lao động. Chương trình thiện nguyện quốc tế hè được tổ chức tại Quảng Ngãi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, phối hợp với tổ chức Putney Student Travel triển khai, thật sự đã trở thành sợi dây kết nối, giao lưu ý nghĩa đối với thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo Nghị định 31 của Chính phủ, trong 2 năm 2022-2023, ngân sách nhà nước dành 40.000 tỷ đồng để thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phục hồi. Vào giữa tháng 5, thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành thông tư 03 để hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai gói hỗ trợ này. Tuy nhiên đến nay, gần 2 tháng kể từ khi có thông tư hướng dẫn, vẫn chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được gói hỗ trợ này. Doanh nghiệp này đang vay nguồn vốn ngắn hạn từ ngân hàng với lãi suất từ 8 đến 9% một năm. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, doanh nghiệp lại khó có thể tăng giá thành sản phẩm ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu vì sức mua đang giảm. Nếu được tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2% ngay, doanh nghiệp sẽ phần nào giảm bớt được áp lực. Kỳ vọng là vậy, song đến nay, gói hỗ trợ này vẫn chưa đến tay doanh nghiệp. Nhờ đến bây giờ đó thì tôi hỏi nhiều doanh nghiệp và bản thân cái doanh nghiệp của tôi cũng chưa có được cái ngân hàng và làm thủ tục hay là gợi ý là sẽ giảm cho 2% cái món vay nào. Chúng tôi bây giờ không tăng được cái giá xuất khẩu thì nếu mà giảm được 2% nó sẽ làm cho cái chi phí tài chính nó giảm đi một tí thì chúng tôi sẽ dễ thở hơn. Hiện tại tôi có hỏi bên ngân hàng thì người ta nói là đang trong quá trình xem xét. Chứ còn cái gói mà 2% đấy thì theo tôi được biết là các doanh nghiệp mà tôi biết thì hầu như là chưa có doanh nghiệp nào được hưởng cái đó. Các doanh nghiệp cho biết, việc triển khai gói hỗ trợ này càng muộn thì sẽ càng không có nhiều ý nghĩa với doanh nghiệp, bởi hiện lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng đã tăng, chi phí đầu vào vẫn tiếp tục lên cao. Một số doanh nghiệp có ý định mở rộng đầu tư nhưng cũng đang chần chừ để chờ gói hỗ trợ này. Nếu chờ quá lâu, cơ hội của doanh nghiệp có thể bị mất đi. Các doanh nghiệp đều có đang hoạt động các tổ chức tín dụng và cái người mà giải quyết gói này chính là các ngân hàng. Thì các ngân hàng hãy trả lời ngay cho chính doanh nghiệp đấy, anh có thuộc được đối tượng hay không? Và anh có đủ chuẩn để được hưởng hay không? Và nếu anh đủ thì anh cần phải làm cái gì? Và thời gian là bao lâu? Khi mà có tín hiệu tốt và chính xác như vậy, người ta có kế hoạch đầu tư ngay. Hiện nay về mặt triển khai chính sách ấy, thì tất cả các cái tổ chức tín dụng ở trên địa bàn đã và đang triển khai, đồng thời đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cái gói này để tổ chức triển khai thực hiện. Thì ngành ngân hàng thành phố đã chỉ đạo cho các cái ngân hàng thương mại trên địa bàn là nắm bắt, hướng dẫn, xây dựng quy trình và tổ chức tập huấn trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng để triển khai thực hiện, đưa cái chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các ngân hàng đều đang trong quá trình xây dựng quy trình nội bộ để triển khai gói hỗ trợ này. Tinh thần là các ngân hàng đều rất thận trọng bởi bài học về gói hỗ trợ lãi suất 4% vào năm 2009 đã để lại nhiều hệ quả, khiến Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng thương mại không mạnh dạn thì sẽ làm giảm hiệu quả của gói hỗ trợ này khi mà hai quý năm nay đã trôi qua.